Xin chào ha, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các quý Phật tử của chúng ta, đặc biệt là video này. Nếu mà tất cả quý Phật tử của chúng ta quan tâm về tình hình hoạt động sáng nay tại nơi của thầy, có nghĩa là tại cốc của thầy, hôm nay là ngày 22 tháng 6 ha. Buổi sáng ngày 22 tháng 6 mình sẽ tóm tắt lại từ sáng tới giờ các bạn. Và chắc chắn nếu mà ai xem toàn bộ hết video này sẽ biết tình hình như thế nào tại nơi của thầy, đặc biệt là cốc của thầy ha. Trong ngày 22 tháng 6 thì sáng sớm tất cả các bạn biết rồi, người mẹ của thầy là một người cao quý nhất, nghe tin thầy đi khất thực ở gần đây cho nên mẹ của thầy thức sáng lắm, 3 giờ mấy 4 giờ mấy thức rồi để chuẩn bị những đồ ăn chay làm sao được gặp con của mình để cúng dường. Đây là một đức tính của người mẹ tuyệt vời, và chắc chắn người mẹ là một Phật sống rồi các bạn. Nhưng rất tiếc ha, rất tiếc thì sáng hôm nay thì không đi khất thực ngăn đó, cho nên mẹ của thầy vẫn trông chờ không thấy. Đây là một tình cảm bao la nhất của người mẹ đối với con ha. Khi mà chúng ta xem cảnh này ai cũng bật khóc lơ rệ, chắc chắn là như thế ạ. Một hoạt động tiếp theo đó là trước công ty anh trai của thầy. Hôm nay thì rất yên tĩnh các bạn, thì tất cả các quý Phật tử của chúng ta biết tin thì không đi qua các thực nơi đây, cho nên hôm nay thì không có nhiều Phật tử nên rất yên tĩnh ha. Với một tin đặc biệt hơn nữa thì ai có theo dõi thấy anh Tiên thì lội bộ từ xa để gặp thầy, đặc biệt là tu theo thầy, lội bộ từ xa đến nơi của thầy, đó là cốc của thầy 7 ngày 7 đêm. Thì ngày hôm trước anh Tiên có ngủ tại cốc của thầy, nhưng mà do tất cả anh em đã vận động anh Tiên làm sao đừng cho ngủ ở đó nữa, thấy kỳ lắm, cho nên hồi tối anh Tiên đã ngủ nhà quan đó. Mà thật sự thấy hình ảnh của anh Tiên ngủ ở nhà quan, thứ nhất là mũi quá trời mũi, thứ hai nữa là mưa nhiều, cho nên rất cảm động. Thấy hình ảnh như thế này thì chắc chắn tất cả các bạn có tấm lòng từ bi với Phật tử của chúng ta sẽ bật khóc. Đó là một hoạt động thể hiện về sự lo lắng cho những người như thế này, đặc biệt là anh Tiên ha. Và một tin vui, một tin đặc biệt là sáng nay có Mạnh Thường Quân, có nghĩa là nhà tài trợ đó các bạn, đó là anh Lắm, đã đưa cây bồ đề là 200 tuổi, cân nặng 8 tấn, đem qua đây để xin anh Thành được làm sao thể hiện được tấm lòng tự nguyện của mình trồng cây bồ đề tại nơi cốc của thầy. Và một tin rất vui đó là được sự đồng ý của anh Thành, cho nên tất cả các quý Phật tử của chúng ta nơi đó cũng tiếp tay để làm sao đưa cái cây đó xuống. Đặc biệt nữa là sắp tới này mình sẽ báo cho tất cả các bạn biết về tình hình trồng cây bồ đề đó như thế nào ha. Và hôm nay cũng là trong buổi sáng thì có đoàn khách du lịch, đó là mấy chị mấy anh từ bên Khánh Hòa qua, và đặc biệt với trang phục của đoàn này quá tuyệt vời, đó là lấy cảm hứng từ thầy, thấy cho các bạn đó là trang phục giống như màu sắc y cà sa của thầy, và đây là hình thức thể hiện về tấm lòng yêu mến. Và đó là một vấn đề cũng thể hiện về sự lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Khi nhìn thấy trang phục như thế này có nghĩa là nhìn thấy về sự hạnh phúc, về tấm lòng từ bi, không tham, không sân si. Và chắc chắn đây là lời dạy của thầy Thích Minh Tuệ, và tất cả các bạn có theo dõi thì luôn luôn biết đến những giọng nói ấm áp của thầy. Thầy luôn luôn mang đến sự hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh của thầy, và đặc biệt là những người sống trên toàn cầu này. Cho nên đây là một vấn đề đặc biệt làm cho sự lan tỏa về sự yêu mến của thầy càng nhiều hơn. Và thông báo ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6, có nghĩa là thầy chưa về cốc các bạn, và chắc chắn chúng ta hoặc là những người thân xung quanh cũng chưa biết ngày nào thầy sẽ về cốc. Đây là hữu duyên, khi nào mà thời cơ đến thì chắc chắn thầy sẽ về cấp của thầy để tu ẩn nơi đó và đi khắc thực để cho tất cả các quý Phật tử của chúng ta ở gần đó là đảnh lễ thầy. Vâng, đây là thông tin trong buổi sáng ha, cập nhật tình hình tại cấp của thầy, tại quê của thầy.
và chúng ta cũng rất mong được gặp thầy sớm nhất để cho tất cả các bạn không đến trực tiếp tại nơi của thầy thì theo dõi trực tiếp trên kênh Mr. Xuyên ha. Mình sẽ cập nhật liên tục về thông tin tình hình buổi sáng và là buổi chiều trong ngày. Như vậy xin chào tất cả các bạn, mong chúng ta ủng hộ và chia sẻ. Xin chào.